Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu, vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 6 tháng 3, lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng Lò Văn Sươm, sinh năm 2001, trú tại bản Nậm Há, xã Nong Hẻo, huyện Sinh Hồ, nghi phạm sát hại cô gái 21 tuổi ở huyện Tân Uyên. Nơi nghi phạm đang lẩn trốn là khu vực bản Nà Ban, xã Tân Thuộc, huyện Tân Uyên có địa hình rừng núi phức tạp và địa bàn rộng. Ban chỉ đạo chuyên án đã chỉ đạo quyết liệt truy bắt đối tượng. Lực lượng công an gồm 260 cán bộ chiến sĩ cùng hơn 100 dân quân an ninh đã lập nhiều chốt chặn, tổ tuần tra vây kín các lối mòn cửa rừng, không để đối tượng tẩu thoát. Sau hơn 24 giờ, ban chuyên án đã bắt được đối tượng Lò Văn Sươm. Tại cơ quan điều tra, Lò Văn Sươm khai nhận từ cuối năm 2023, trong thời gian đi làm thuê ở Hà Nội, Sươm và chị Lò thị L có quan hệ yêu đương. Dịp Tết được nghỉ, cả hai đã về nhà chị L tại Tân Uyên chung sống. Hai người đã chung mua trả góp một xe mô tô Honda Way Alpha chưa lập biển kiểm soát. Tuy nhiên, trong thời gian Tết Giáp Thìn do chơi bời thiếu tiền, Sươm đã cầm cố chiếc xe nói trên tại cửa hàng ở huyện Sinh Hồ. Từ đó, chị L và Sươm thường xảy ra mâu thuẫn cãi cọ. Vào chiều ngày 5 tháng 3, Sươm đi uống rượu ở bản Phiêng Áng về, đã bị chị L chửi mắng, đuổi ra khỏi nhà của mình. Trong quá trình hai người cãi vã, Sươm đã lấy một con dao nhọn cán bằng gỗ dài khoảng 40cm, bề ngang khoảng 10cm chém chị L khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, thì Sươm cầm hung khí tẩu thoát khỏi hiện trường rồi trốn lên đồi cây. Do thấy lực lượng công an vây chặt, đối tượng không dám xuống đường để bỏ trốn. Trong quá trình lẩn trốn, thì đối tượng Sươm đã tự gây ra một số vết thương với ý định tự sát. Đối tượng đã được đưa vào trung tâm y tế huyện Tân Uyên để sơ cứu vết thương, phục vụ điều tra vụ án. Thưa quý vị, theo phản ánh của người dân, thời gian gần đây nhiều cửa kính, mái nhà, ô tô trong khu vực dân cư ở phường 2 quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh bị hàng loạt bi sắt văng trúng làm hư hỏng, khiến người dân hoang mang. Để biết tình trạng bắn bi sắt ảnh hưởng người dân từng xảy ra ở thành phố Hồ Chí Minh. Hồi tháng 6 năm 2021, một nhà dân ở phường Tân Định, quận 1 vỡ kính bởi bi sắt và do một người đàn ông bắn súng cao su để giải trí. Trước đó ngày 5 tháng 3, ô tô 5 chỗ đỗ tại đường Lâm Sơn, khu phố 7, cách sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 1 km, bị nhiều viên đạn văng trúng thân xe làm vỡ kính phía sau. Nhiều viên bi sắt cỡ bằng đầu đũa xuyên qua kính rơi vào các hàng ghế. Tổ trưởng khu phố cho biết khoảng 20 hộ bị ảnh hưởng bởi bi sắt. Những viên bi này được bắn ra với tốc độ nhanh nên không xác định được hướng. Khu dân cư mời công an xuống ghi nhận, xử lý nhưng chưa có kết quả. Người dân tại khu phố cho rằng có thể là một cá nhân ở nhà cao tầng gần đó dùng dụng cụ bắn bi sắt để vui chơi hoặc là bắn chim. Sau phản ánh của người dân, địa phương đã cử lực lượng xuống khu phố trích xuất camera xác minh, song chưa xác định được phương hướng bi sắt bắn ra từ đâu. Thưa quý vị và các bạn, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội đang tham mưu cho thành phố phương án đề xuất giữ ổn định cho học sinh dự tuyển vào lớp 6 trường chuyên Hà Nội Amsterdam. Tối 6 tháng 3, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội cho biết sở sẽ tiếp tục tham mưu cho thành phố phương án. Tối 6 tháng 3, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội cho biết sở sẽ tiếp tục tham mưu cho thành phố phương án đề xuất giữ ổn định cho học sinh dự tuyển vào lớp 6 trường chuyên Hà Nội Amsterdam năm học 2024-2025. Vị đại diện này cho biết đây chỉ là phương án trước mắt. Với lâu dài, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội sẽ nghiên cứu tham mưu cho thành phố phương án xin cơ chế đặc thù cho Hà Nội trong việc duy trì hệ trung học cơ sở ở trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cũng lý giải thêm, Hà Nội đang thực hiện mô hình trường công lập chất lượng cao theo luật thủ đô. Luật nêu rõ xây dựng một số cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, chất lượng cao trên địa bàn thủ đô, theo các tiêu chí về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, chương trình, phương pháp giảng dạy và dịch vụ giáo dục. Việc theo học tại các cơ sở giáo dục chất lượng cao theo nguyên tắc tự nguyện. Mỗi năm, kỳ thi lớp 6 trường Amsterdam tuyển 200 chỉ tiêu, nhưng có khoảng 4.000 đến 5.000 thí sinh đăng ký dự thi mỗi năm. Đây là kỳ thi có tiếng khó khăn với yêu cầu cực kỳ khắt khe ngay từ vòng hồ sơ. Sau khi vượt qua vòng 1, thí sinh sẽ tiếp tục tham dự kỳ kiểm tra đánh giá năng lực vòng 2 với đề ra ở mức độ vận dụng cao. Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi văn bản đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội chỉ đạo việc tuyển sinh vào trường Trung học phổ thông chuyên đúng quy định. Đề nghị trên được Bộ Giáo dục và Đào tạo căn cứ khoản 1, điều 62 Luật Giáo dục năm 2019. Trường chuyên được thành lập ở cấp trung học phổ thông, vì vậy không có cấp trung học cơ sở trong trường chuyên. Trong công văn, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng nêu rõ mô hình tuyển sinh cấp trung học cơ sở của trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam không còn phù hợp với quy định. Do đó, từ năm nay, trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam không được tuyển sinh lớp 6. Thưa quý vị, tại buổi khai mạc giới thiệu sách giáo khoa lớp 9, lớp 12 mới đây, năm học 2024-2025, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sẽ thực hiện giảm giá các tựa sách giáo khoa ở tất cả các khối học từ lớp 1 đến lớp 12 so với giá bìa của năm học trước.
Theo lộ trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, từ năm học 2024-2025, học sinh lớp 5, 9 và 12 trên cả nước sẽ bắt đầu học sách giáo khoa mới. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 5, lớp 9 và lớp 12 theo chương trình mới được sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông. Tổng biên tập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thông tin, nhằm chia sẻ khó khăn với phụ huynh học sinh, năm học 2024-2025, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đồng bộ thực hiện giảm giá sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12 từ 10 đến 24% so với giá bìa của năm học trước. Các bộ sách theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 hiện có giá khoảng 230.000 đồng đến 390.000 đồng, thường chưa kèm sách tiếng Anh. Năm nay, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cũng triển khai một cách đầy đủ nhất các tài liệu, học liệu cũng như kế hoạch bài dạy đưa lên trang hành trang số .nhasuatban.vn và trang tập huấn .nhasuatban.vn hỗ trợ thầy cô nghiên cứu lựa chọn sách giáo khoa một cách hiệu quả nhất, nhất là đối với các khối lớp cuối cấp là lớp 5, lớp 9 và lớp 12. Sau đợt rét đậm rét hại kéo dài, nắng nóng bất ngờ xuất hiện trên diện rộng tại các tỉnh Bắc Trung Bộ với nền nhiệt tăng cao đột biến. Điều này đã gây ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như công việc của người dân, đặc biệt là lao động phổ thông khi phải thường xuyên làm việc dưới cái nắng như thiêu như đốt đầu mùa. Chính điều này cũng khiến lượng bệnh nhân nhập viện tăng cao do các bệnh liên quan đến đường hô hấp. Ghi nhận tại tỉnh Nghệ An. 13 giờ 30 phút chiều, nhiệt độ ngoài trời lúc này khoảng 40 độ C. Bất chấp sự khắc nghiệt của thời tiết, anh Phan Lạng cùng những người khác đã bắt đầu công việc của mình. Sự gay gắt của cái nắng đầu mùa kèm hiện tượng nồm ẩm khiến ai nấy đều mệt mỏi, kiệt sức. Nhiệt độ thay đổi làm cho anh em công nhân là vất vả trong thời tiết, là có thể gây ra cảm cúm rồi. Nhiều người mệt quá là cũng xin nghỉ, nhưng mà anh em cũng cố gắng để cho nó hoàn thành công việc. Sau đợt không khí lạnh kéo dài với nền nhiệt khoảng 15 độ C, chiều ngày 4 tháng 3 vừa qua, thời tiết tại Nghệ An bất ngờ chuyển nắng nóng với nhiệt độ cao nhất tại lều khí tượng là 37 độ C. Tuy nhiên thực tế nhiệt độ ngoài trời vào các giờ cao điểm có thể vượt ngưỡng 40 độ C. Điều này khiến cho cuộc sống của người dân bị đảo lộn, đặc biệt là những người phải làm việc ngoài trời. Nắng, nắng lắm. Nắng vì là kiểu là hiện tượng là nắng đầu mùa. Cho nên là vẫn khó chịu hơn là kiểu nắng mấy hôm là hẳn có thể là hẳn cũng quen hơn, quen dần hơn. Nhưng mà dưới đây đầu mùa thì cũng hơi nhọc tí. Nhiệt độ ngoài trời là hiện tại là tầm 38 độ. Cho anh em công nhân làm rất mặt sức. Thời tiết thì anh em cùng cố gắng để lấy lại tiền đồ chủ đầu tư giáo. Cũng do sự thay đổi bất thường của thời tiết nên tình trạng bệnh nhân nhập viện tăng cao, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ. Các bệnh chủ yếu liên quan đến đường hô hấp, da liễu. Thời tiết nồm ẩm, độ ẩm không khí cao, nhiệt độ thì thay đổi từ lạnh sang nóng, cho nên thì làm tăng các số lượng về mặt bệnh. Ví dụ như các bệnh về đường hô hấp, bệnh về da liễu thì số lượng tăng lên khá nhiều. Đặc biệt ở Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh thì ghi nhận số lượng bệnh nhân khám về bệnh lý hô hấp tăng lên khá nhiều và số lượng bệnh nhân tăng khoảng tầm 20 đến 30% so với cùng kỳ. Theo nhận định của Đài khí tượng Thủy văn Bắc Trung Bộ, năm nay khu vực Nghệ An nói riêng và Bắc Trung Bộ nói chung nắng nóng đến sớm xuất hiện nhiều hơn, gay gắt hơn so với trung bình của nhiều năm. Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bộ phận không khí lạnh đã tiến sát đến biên giới phía đông bắc nước ta. Bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực phía đông bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và hầu hết phía tây bắc bộ. Gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2 đến cấp 3, vùng ven biển cấp 3. Dự báo trong hôm nay miền Bắc có mưa nhỏ rải rác, nền nhiệt tiếp tục giảm, trời rét diện rộng với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 15 đến 18 độ. Khu vực vùng núi từ 12 đến 15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Đợt rét này có thể kéo dài nhiều ngày tới. Phân tích về tình trạng liên tiếp xuất hiện các đợt không khí lạnh mạnh vào cuối mùa, chuyên gia khí tượng cho biết do chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh có cường độ trung bình nhưng lại có thêm tác động của dòng xiết trong đới gió Tây trên cao, trên độ cao 5.000 m, nên miền Bắc trải qua đợt rét khá đặc biệt trong cuối tháng 2 và đầu tháng 3.